cô giáo giật cùi chỏ vào mặt trẻ bị phạt 15 triệu. Cô giáo mầm non ở Quảng Nam bị phạt 15 triệu đồng vì dùng tay đánh vào mặt, đuổi bé trai 2 tuổi. Ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô NTN, giáo viên trường mầm non Hoa Mặt Trời. Số tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi dùng tay đánh vào mặt trẻ. Cơ quan chức năng xác định, cô N đã dùng biện pháp trừng phạt dạy trẻ gây tổn hại về thể chất, tinh thần khi dùng tay đánh vào mặt, đuổi bé trai 2 tuổi. Trước đó, ngày 7 tháng 8, mạng xã hội lan truyền clip gần 2 phút ghi lại hình ảnh một cô giáo N dùng cùi chỏ, tay tác động vào vùng mặt bé trai 2 tuổi. Clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau khi xuất hiện đoạn clip, cơ quan chức năng nắm vụ việc, yêu cầu trường báo cáo sự việc. Đồng thời, công an thị trấn Phú Thịnh, nơi trường đóng chân, cũng mời cô giáo đến làm việc. Cô NTN thừa nhận có đánh bé trai nhưng không gây thương tích. Theo cô N, bé trai hai lần đưa ghế lên đầu bạn, cô can ngăn nhưng cháu vẫn tái diễn lần thứ ba. Lúc đó, cô N giật lấy cái ghế, trong lúc nóng giận có hành vi đưa cùi chỏ, tay hất vào mặt bé. Cô N cho rằng hành động của mình là bộc phát, chỉ tác động nhẹ với ý muốn dọa cháu.